Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Với các bác sĩ thú y hay các bác chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê cừu thì việc tiêm tẩy ký sinh trùng định kỳ cho chúng không phải lúc nào cũng mượt mà và trôi chảy. Các bác khai thật đi, các bác nuôi bò đã gặp phải trường hợp này? Hay các bác nuôi dê, các bác đã gặp trường hợp này? Và còn rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười khác mà khi các bác sĩ thú y tiêm cho những bệnh nhân của mình. Và video ngay sau đây sẽ lột tả những khó khăn của các bác sĩ thú y. Xin mời các bạn. Ngay sau đây, Dr. Vet sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp siêu đơn giản. Đó chính là phương pháp nhỏ sống lưng. Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trên thú cảnh. Còn trên gia súc thì trên thế giới, phương pháp này cũng đã được áp dụng từ rất lâu nhằm tối ưu hóa thời gian, nhân công và chi phí, nên việc tẩy ký sinh trùng cho trâu, bò, dê cừu lại quá ư là đơn giản. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại chưa được phổ biến phương pháp này. Bằng việc cấp thuốc từ ưu vai dọc theo sống lưng tới mông, thuốc sẽ thấm nhanh vào da, tập trung vào các tuyến bã nhờn để hình thành nên các điểm tiếp nhận. Sự phóng thích thuốc qua tuyến bã nhờn đảm bảo cung cấp thuốc liên tục cho lông và da trong nhiều tuần sau khi sử dụng. Thuốc hoạt động trên cơ quan thụ cảm thần kinh, tác động lên dây thần kinh vận động, làm ve ghẻ giận, bọ chét và run tròn, tê liệt và chết. Ở Việt Nam đã có một vài công ty nhập khẩu thuốc tẩy ký sinh trùng dạng nhỏ gáy mà bạn có thể tham khảo như Invermectin Puon của Interchemi Hà Lan do Minh Long phân phối, vừa phòng và tiêu diệt ve ghẻ giận, dòi mòng và đặc biệt là run tròn trên gia súc. Hay sản phẩm Califly Plus của Canie Tây Ban Nha do công ty Tiến Đông phân phối, sản phẩm chuyên phòng trị chế giận, dòi mòng trên gia súc. Các bác hãy tìm mua và thử trải nghiệm để việc tẩy ký sinh trùng cho trâu bò dê cừu nhà mình lại quá là siêu đơn giản và nhàn nhã. Chúc các bác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.